chào cả nhà. Hôm nay Minh Thư cùng với tất cả mọi người ở đây đi tiệc tất niên cuối năm tại California. Tiệc có mang tên rất là hay các bạn, là áo dài Việt Nam. Và Thư cảm thấy rất là tự hào khi mà được khoác lên một cái bộ đồ áo dài Việt Nam truyền thống như thế này. Thì hôm nay Thư rất là vui khi mà mình cùng với tất cả các bạn ở đây. Đa số khách ai cũng mặc áo dài hết các bạn. Nên hôm nay Thư cảm thấy rất là tự hào về chiếc áo dài truyền thống Việt Nam của mình. Và sẵn hôm nay thì Thư cũng xin chúc đội tuyển Việt Nam của mình được chiến thắng, được giành được giải về Việt Nam, và xin chúc cầu thủ Việt Nam chiến thắng huy hoàng. Và đây là giới thiệu cho các bạn là bạn của Thư. Hello. Các bạn ơi, đa số khách ở đây là ai cũng mặc áo dài hết, và kể cả đàn ông hay đàn bà hay phụ nữ, rất là vui. Và đây các bạn, Thư sẽ cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy không, cái ai cũng mặc áo dài hết, và Thư cảm tưởng như là mình cũng đang ở Việt Nam, đó một Tết Việt Nam, cho nên là thấy rất là hương phấn khi mà sắp sửa bước vào năm mới. Nhảy về thơ nó mới đặt chặt ra. Không biết sao nữa. Ban bữa đặt mi không có, em cũng không có. Chào mọi người, Phạm Hằng chào em. Không đi đâu. Cùng Diệp, Diệp chào em. À đi kiếm. Bình Định. À cảm ơn anh Bình Định. Hạnh giống để tôi giới thiệu cho mọi người xem nha. Xin lỗi nha, tại vì nhảy vô tư, hẹn chi nói chuyện cũng vô tư một tấm mà. Một nơi mà xứ rất là xa, xa quê hương mà Thư tôi thấy những cái tà áo dài Việt Nam truyền thống mà có ở đây á, cảm thấy rất là hạnh diện, đúng không các bạn? Rồi, nãy chúc sinh, chúc học bờ ao, thấy không? Chúc sinh, chúc học bờ sen. Dạ, chào anh, em nè. Kinh sinh. Cái mặt sao mà nó men quá trời. Bởi vậy, chúng ta hôm nay mới mang nhiều mấy kết nè. Ý mình nói là kinh sinh, kinh giống làng tiên nhắn trầm, mà nãy giờ nhảy thơ nó ra lộn. Còn nữa anh Chiều, nãy giờ mình chúc chinh, chúc hạnh rồi. Còn quý khách giả hay sao, mình chúc làm sao? Khán giả hả? Nãy giờ tao lớn là có hai cậu. Nhảy lại một tựa. Nhảy con lần thôi à. Nhảy nhiều quá nó rớt. Có hạnh có phúc mà sợ dụ. Hạnh phúc mà. Giờ muốn chút nữa hả? Chút. Không biết giờ chút gì nè. Giờ chút. Chúc các anh các chị một năm mới thật là vui vẻ, đời luôn luôn lúc nào cũng tươi trẻ, lúc nào cũng mạnh khỏe, riêng các chị lúc nào cũng được tươi trẻ. Wow. Còn các anh thì chớ có nên mà đi xe lẻ để mà bắn tẻ. Mấy anh nhớ nha. Được chưa? Quá. Phải như vậy đó, yêu là yêu như vậy đó. Người thấy vui không? Dĩ nhiên rồi. Cái tiệc cuối năm rất là vui các bạn. Ra đường là phải gặp phụ nữ, phải để ý phụ nữ. Bởi vậy làm trai là phải chút xíu nữa còn có văn nghệ nữa các bạn. Có văn nghệ
thì chắc chắn Thư cũng sẽ lên hát phục vụ và để tặng cho tất cả các quý khách ở đây nữa. Xin chào. Thư đang ở nhà hàng ăn tiệc tất niên. Ăn tiệc tất niên là cái chủ đề rất là hay các bạn, đó là áo dài ơi. Nghe cái tựa thôi là mình cảm thấy là quê hương của mình cũng ở gần bên mình, đúng không các bạn? Thì Thư đang ở California mà Thư cảm giác như là mình cũng đang ở Việt Nam, và nhìn thấy những cái chiếc áo dài Việt Nam rất là đẹp. Thảo Nguyên, cảm ơn em, cảm ơn em. Xin nhắc quý anh chị trên bàn đứng lên một cái đi cho cô chú, đứng lên một cái bỏ máy xuống, đứng lên một cái cho bạn, đứng lên một cái, đứng lên mở dài đi cho bạn đi. Đi hai đi con, hai xong ra, hai xong ra. À nãy giờ anh ảnh chưa có, anh ảnh xe 2 đi, xin xe. Đẹp chưa? Dài đẹp chưa? Lộn lẫy đẹp quá. Rồi, xa xa. Happy sẵn hôm nay thì Minh Thư cũng xin chúc tất cả các anh chị và các bạn, các em trên Facebook là được đón một năm mới an khang và thịnh vượng nhé các bạn. Phạm Hằng, cảm ơn em. Có thể là Thư không có nhìn kịp những cái comment của các bạn gửi cho Thư, Thư chưa có đọc kịp thì các bạn thông cảm cho Thư.
sao mà chỉ đâu mà chỉ là chưa cũng phải đặt ngược lại mà chưa bỏ ngang được. Dạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và bạn gái Tuyết xin mời Tuyết Hoa. Mỹ này nó có Snow White mà Việt Nam mà nó thì có Snow Flower. Xin mời Snow Flower. Con cải này mà có từ cải chưa con sao không có nữa. Con đựng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chụp chụp cho em nha, chụp chụp bốn bốn chị em đi. Không có thi áo dài nữa hả? Ồ, chút xíu nữa có thi áo dài nữa, có thi áo dài nữa. Đừng có lại ghi ba. Biết rồi chứ xong hả? Chưa xong hả? Chụp bốn người à? Bốn người hả? Chút nữa có thi áo dài, thi áo dài của các chị vui lắm rồi nha. Ủa sao em có gì uống vậy? Ủa sao em có gì uống vậy? Có rượu hả? À? Uống rượu hay uống gì vậy? Uống gì vậy? Mọi người có khỏe không? Lâu quá không có lên gặp mọi người. Cái gì anh? Yeah. Happy New Year. Rất là đẹp, còn có nhiều chị mặc áo dài đeo
sao bây giờ á? Chúc mừng gặp lại các bạn nha.